Chào mừng các em học sinh lớp 8 tham dự tiết học trực tuyến bộ môn ngữ văn ngày hôm nay. Hôm nay thầy trò chúng ta lại tiếp tục đến với tiết luyện nói, nhưng trước khi luyện nói chúng ta sẽ kiểm tra lại kiến thức cũ của mình. Các em đọc đoạn văn dưới đây, xem có phải là đoạn văn thiết minh hay không? Tại sao? Đôi dép được làm bằng lớp ô tô nên được gọi là dép lớp. Người ta chọn phần bằng phẳng của chiếc lớp cắt ra thành để dép. Đế dép được đục thành 8 khe mỏng để sâu 4 qua dép. Qua dép bằng xăm ô tô, cắt ra hình sợi dài và đủ ôm bằng chân bề ngang khoảng 1,5cm đến 2cm, giống như những sợi rau. Vì vậy, có nơi gọi là dép rau. Dùng cái sâu dép bằng sắt có hai sợi mỏng sâu từ dưới đế dép, sâu lên quặp chặt đầu qua dép rồi giữ, à, rồi rút mạnh. Viết theo lời kể của một chiến sĩ điện biên. Các bạn thấy À, đoạn văn này có phải là đoạn văn thuyết minh không các bạn? À, đây chính là đoạn văn thuyết minh à, vì nói gì? Vì đoạn văn trên đã trình bày tri thức đầy đủ chi tiết về một đồ dùng đó là đôi dép lớp. À, đặc biệt là phần nguyên dị liệu và cách làm. Đoạn văn trình bày rõ ràng chặt chẽ chính xác bằng phương pháp giới thiệu dùng số liệu và phân tích. Đó chính là đặc điểm của đoạn văn thuyết minh. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành luyện nói thuyết minh về một thứ đồ trước khi vào thuyết minh về một đề bài cụ thể thì chúng ta ôn lại để thuyết minh về thứ đồ dùng chúng ta làm như thế nào đầu tiên là mở bài chúng ta sẽ giới thiệu đồ dùng đó thân bài các bạn lần lượt giới thiệu theo trình tự đầu tiên là nguồn gốc tên gọi sau đó chúng ta tiến hành phân loại rồi chúng ta sẽ giới thiệu về cấu tạo hoặc là nguyên lý hoạt động của đồ dùng đó à, chúng ta bước sang phần công dụng và cuối cùng là sử dụng và cách bảo quản kết bài chúng ta khẳng định lại tầm quan trọng của đồ dùng đó trong đời sống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đề bài thuyết minh về cái phích nước hay còn gọi là bình thủy. Thì để ý, các bạn có một bài thuyết minh thật tốt, thầy có vài gợi ý, nha. À, đây chỉ là gợi ý thôi. À, còn về phần các bạn, chúng ta sẽ tìm thêm tư liệu và chúng ta sẽ diễn đạt thành một bài thuyết minh hoàn chỉnh, à, các em ha. À, phần mở bài và phần kết bài các em sẽ dựa vào cái dàn ý chung mà tiến hành. Còn riêng ở đây do thời lượng chương trình nên thầy chỉ có thể hướng dẫn các bạn phần thân bài mà thôi. Để thuyết minh về cái phít nước phần thân bài, các bạn sẽ tập trung cho thầy 4 ý. Nguồn gốc, cấu tạo, công dụng, sử dụng và bảo quản. Đầu tiên về nguồn gốc. Phít nước được phát minh bởi nhà vật lý học kim hóa học người Scotland James Dewar rồi cấu tạo gồm có vỏ ngoài và rụa à, lớp vỏ bên ngoài các bạn đầu tiên các bạn nói về hình dáng sau đó nói về màu sắc và đến những cái phụ kiện à, thì một chiếc phích nước thường nó có dạng hình trụ à, các bạn ha vỏ ngoài thường được làm bằng nhựa hoặc bằng kim loại tùy vào nhu cầu sử dụng tùy vào giá thành tùy vào cái thương hiệu mà người ta sẽ có cái lớp vỏ khác nhau À, nó được sơn lớp vỏ được sơn nhiều màu sắc à, và có in những cái hoa văn đẹp mắt để tạo ấn tượng cho người dùng nắp bình à, có thể à, ở dạng nút đậy hoặc là nắp vặn à, khi mà à, nắp bằng nút đậy thì nó thường ngày xưa nó thường làm bằng gỗ bất các bạn à, là một loại gỗ à, có tính đàn hồi cao à, rất thích hợp để làm những cái nút chai như là nút rượu van chẳng hạn Ờ, hoặc bằng nhựa, hoặc bằng nhựa. À, ngoài ra, một số những cái phích uh, uh, nước các bạn thấy trên hình á, là nó còn có thêm những cái quai hoặc những cái tay cầm. Hoặc à, Là ngày nay có những cái bình giữ nhiệt đó, cái dạng mà di động với các bạn, thì những bạn trẻ còn có những cái quai sách nữa, quai à, sách nữa, à, còn thậm chí những cái thương hiệu lớn nó còn có những cái túi đựng riêng cho những cái bình giữ nhiệt nữa các bạn ha. À, về phần ruột bên trong thì chúng ta sẽ có một cái phích nước thường có có hai lớp các bạn à, nó bằng thủy tinh nó có tráng bạc giữa hai lớp đó là một lớp chân không lớp này có quan trọng rất quan trọng các bạn ha lớp này có tác dụng để cách nhiệt và giữ nhiệt đó lấy ruột phít nó có chui để hút cái không khí ra khỏi cái lớp chân không tạo cái tính chất giữ nhiệt cho cái phít nước rồi về công dụng thì chúng ta thấy phích nước là một trong những đồ dùng rất là quan trọng, rất là cần thiết, rất là hữu dụng ở trong đời sống hàng ngày của con người. Nó dùng để giữ nóng hoặc lạnh nước, dùng trong nhiều cái hoạt động sinh hoạt. À, một số người còn sáng tạo dùng cái phích nước để gì? Để dùng ủ cháo hoặc súp cho trẻ em. Chúng ta chỉ cần bỏ gạo, nước hoặc là bỏ những cái ngũ cốc nước vào qua đêm là chúng ta sẽ có một cái nồi cháo, một nồi súp thơm ngon dành cho những đứa những trẻ em rồi đó các bạn. Ha, một số thương hiệu nó, một số thương hiệu á, nó còn dùng những cái bình giữ nhiệt này để làm quà tặng, để quảng bá cái thương hiệu của mình, bởi vì cái giá thành của một cái bình giữ nhiệt thường nó không cao các em ha và sử dụng một cách bảo quản khi muối mua về thì chúng ta phải tráng và rửa sạch qua cho nó sạch sẽ sau đó chúng ta rót nước ấm vào trong phích đợi khoảng 30 phút sau đó mới đổ nước sôi vào để tránh vỡ cái phích đó các bạn à, để cho giống như là chúng ta để cho nó làm quen trước cái độ nóng á chứ mới mua về chúng ta ổ cái ào nước sôi vào một eo là nhiều khi nó gây vỡ cái lớp thủy tinh trắng bạc rồi đặc biệt là khi sử dụng xong các bạn cần phải đậy nắp thật là kỹ ha và các bạn để ở nơi tránh xa tầm tay trẻ em bởi vì nó chứa cái nước nóng rất là nguy hiểm là thậm chí nó rơi vỡ nó rất nguy hiểm đối với tính mạng của những đứa trẻ chúng ta phải cẩn thận khi sử dụng từ những gợi ý này các bạn sẽ tiến hành uh, thiết lập một bài thuyết minh về một cái phích nước thật đầy đủ sau đó lên luyện nói trước khi các nhóm lên luyện nói chúng giống... rồi Trước khi lên thuyết minh về một uh, thứ đồ dùng tiêu biểu là phích nước, thì thầy có nêu ra một số những cái tiêu chí tính điểm. À, các bạn uh, thuyết minh đúng đối tượng, các bạn được 4 điểm. Các bạn dùng nhiều phương pháp thuyết minh kết hợp, những phương pháp thuyết minh nào thì chúng ta đã được học ở những bài trước rồi ha, thì các bạn sẽ được 4 điểm. À, cái uh, giọng thuyết minh của bạn, cái phong cách thuyết minh của bạn được hai điểm nữa, thì tổng cộng sẽ được 10 điểm cố gắng các bạn đáp ứng những à, tiêu chí này để đem lại số điểm cao nhất về cho nhóm của mình nhé à, ở bài này các bạn sẽ không cần phải ghi bài dài dòng chúng ta chỉ cần ghi tựa bài và ghi cái đề bài là được cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn học thật tốt